Sau giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 khoảng 10 ngày thì giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup năm 2019 sẽ diễn ra. Đây là giải đấu thường niên, uy tín, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Bởi vậy, các đội đua và các tay đua đều đang rất háo hức chờ đợi. Đội của chúng tôi thì rất là nôn nao để tiến tới giải VTV Cup. Tập luyện cũng chỉ trong đầu cũng chỉ suy nghĩ để chuẩn bị thi đấu cái giải VTV Cup. Lần thứ tư tổ chức thì em đã mặc được áo xanh rất hai lần rồi. Thì em lần thứ tư này em sẽ cố gắng để chinh phục những giải thưởng tiếp theo. Năm nay thì em cũng đặt mục tiêu cho mình là cái chiếc áo trắng của VTV Cup lần này. Cái giải VTV thì có rất nhiều đội mạnh qua nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để cũng cố gắng nằm vô trong top 3. Tiêu của đội thì luôn nhắm đến giải thưởng đồng đội, nhưng mà khi các vận động viên nào có hạng cá nhân thì sẽ tập trung vào các vận động viên đó để tranh chấp với các đối thủ còn lại. Có 6 đội nước ngoài, nhưng mà riêng đội xe đạp đồng trời cũng có cái chiến thuật để thi đấu để lấy thành tích về cho đội nhà. VTV là một giải rất là uy tín và chất lượng nhất của làng xe đạp Việt Nam. Bởi vì lý do là có nhiều đội nước ngoài tham gia và các đội nước ngoài tham gia với một cái quân số là chuyên môn rất là cao. Thì năm nay có 6 đội nước ngoài tham dự và 6 đội trong nước. Như vậy thì 6 đội nước ngoài rất là mạnh. Và nếu muốn được giải thì 6 đội trong nước phải cố gắng hết sức.